Hôm nay vào khoảng 8 giờ 53 phút sáng, Tiêu Chiến rời khách sạn để đi làm. Anh vẫn đi làm trong kỳ nghỉ Quốc khánh. Ngày hôm qua Tiêu Chiến tan sở và trở về khách sạn lúc 19 giờ 3 phút. Thứ hai đầu tuần anh nghỉ quay phim một ngày để đi chụp ảnh thương mại. Chỉ còn 3 ngày nữa là tới sinh nhật Tiêu Chiến. Anh ấy sẽ đón sinh nhật ở phim trường. Tiêu Chiến rất chăm chỉ làm việc và anh ấy không nghỉ ngày nào trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay. Quá trình quay phim sẽ sớm hoàn thành trong tháng 10. Nhiều diễn viên phụ đã hoàn thành việc quay phim của họ và rời phim trường. Tiêu Chiến cũng sẽ hoàn thành việc quay phim trong tháng 10 này. Người hâm mộ đã tổ chức các dự án lớn trên khắp thế giới để kỷ niệm sinh nhật Tiêu Chiến. Một số dự án ở Đài Loan như 1. Hộp đèn hệ thống tàu điện Đài Bắc và xe buýt nội tỉnh. Thời gian từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 14 tháng 10. 2. Bến xe buýt Cao Hùng. Địa điểm: ga tàu điện ngầm Cây Sơn Cao Sang, lối ra số 3. Thời gian từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 26 tháng 10. 3. Màn hình lớn tại các cửa hàng Family Mart, Đài Bắc, Tân Bắc và Cơ Long. Thời gian từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 7 tháng 10. 4. 6 đèn LED ở quảng trường Tây Môn Đình Đài Bắc. Thời gian từ ngày 4 tháng 10 đến 7 tháng 10. Người hâm mộ Tiêu Chiến tại Hoa Kỳ cũng tổ chức 4 màn hình lớn với thời gian trình chiếu đa dạng, bao gồm 1. Màn hình kép Digital Stage tại quảng trường Thời Đại, New York. Địa điểm: Đại lộ 1565. Thời gian: từ 5 giờ sáng tới 8 giờ tối ngày 5 tháng 10. 2. Quảng trường Thời Đại, New York. Địa điểm: Đại lộ 1560. Thời gian: cả ngày 4 tháng 10. 3. Quảng trường Thời Đại, New York, 6 màn hình mặt đất hai mặt, tổng cộng 12 màn hình. Vị trí: gần Đại lộ và phố 47. Thời gian: phát sóng từ 4 giờ sáng tới 6 giờ chiều ngày 5 tháng 10. 4. Màn hình kép ở góc Đại lộ 6504, thuộc Đại lộ Danh vọng Hollywood ở Los Angeles. Thời gian: từ 7 giờ sáng tới 2 giờ chiều và từ 6 giờ chiều tới 8 giờ tối ngày 5 tháng 10. Được biết, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến xuất hiện trên màn ảnh rộng ở Hollywood. Ngoài ra còn có một số dự án ở Sri Lanka, bao gồm màn hình lớn tại trung tâm mua sắm Kandy City Center. Có 2 màn hình trong nhà và ngoài trời, lần lượt nằm ở lối vào tầng 1 và tầng 2 của trung tâm mua sắm. Thời gian: từ ngày 5 tháng 10 tới 6 tháng 10. Một số dự án khác ở Canada bao gồm 1. Màn hình lớn ở thành phố Vancouver. Địa điểm: Metro Town, ga tàu điện trên cao. Thời gian: từ ngày 3 tháng 10 đến hết ngày 5 tháng 10. 2. Màn hình lớn trên tháp tại quảng trường Ion Gay Dundas ở trung tâm thành phố Toronto là màn hình lớn nhất Canada. Thời gian: cả ngày 5 tháng 10. 3. Màn hình 4 mặt tại Media Tower tại quảng trường Ion Gay Dundas trung tâm thành phố Toronto. Thời gian trình chiếu là cả ngày 5 tháng 10. Người hâm mộ tại Pháp cũng có 4 màn hình lớn được trình chiếu ở thủ đô Paris, bao gồm 2 màn hình video lớn và 2 màn hình poster. Thời gian: từ 6 giờ sáng ngày 5 tháng 10 đến 1 giờ sáng ngày 6 tháng 10. Một số dự án của người hâm mộ Tiêu Chiến tại Thái Lan bao gồm: 1. Hệ thống màn hình LED khắp trung tâm thương mại Union Mall Bangkok. Thời gian: từ ngày 20 tháng 9 tới ngày 13 tháng 10, trình chiếu từ 11 giờ sáng tới 10 giờ tối mỗi ngày. 2. Hệ thống đèn LED ở Mega MBK Bangkok. Thời gian: từ 6 giờ sáng tới 12 giờ đêm, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 7 tháng 10. Một số dự án tại Singapore bao gồm: 1. Màn hình lớn tại trung tâm mua sắm lâu đời Wisma Atria trên đường Orchard. Thời gian: từ 8 giờ sáng tới 11 giờ tối mỗi ngày, từ ngày 4 tháng 10 năm 2024 đến ngày 6 tháng 10 năm 2024. 2. Hệ thống xe buýt SBS Transit số 105. Thời gian: từ ngày 29 tháng 9 năm 2024 đến ngày 12 tháng 10 năm 2024. Dự án chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến ở Milan nước Ý bao gồm: Milan qua màn ảnh rộng đầy Mercanti. Địa điểm: gần nhà thờ, quảng trường Duomo, quảng trường Coduccio. Thời gian: từ 7 giờ sáng tới 23 giờ đêm, cả ngày 5 tháng 10. Ngoài ra còn rất nhiều dự án khác, từ người hâm mộ Trung Quốc đại lục và người hâm mộ quốc tế đồng loạt tổ chức mừng sinh nhật của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hầu như đón sinh nhật trên phim trường kể từ ngày anh ấy gia nhập ngành giải trí cho tới nay. Năm nay anh ấy cũng đón sinh nhật trên phim trường. Chắc chắn sẽ có một số phúc lợi được tung ra trong sinh nhật của Tiêu Chiến. Chúng ta hãy cùng chúc phúc cho sinh nhật của chàng trai tài năng này nhé!